Chào các bác và anh em nhé, rất vui gặp lại các bác và anh em. Hôm nay em xin giới thiệu cho một anh ở Thái Nguyên, đó là anh Quách Tuấn Thành. Không biết có anh em gì Quách Tuấn Du hay là Quách Thành Danh không? Em chê đấy nhé. Hôm nay anh Thành ở Phổ Yên, Thái Nguyên yêu cầu là nhà anh thì có bộ dàn karaoke rồi. Anh không gian anh có rồi, nhưng mà anh muốn lắp cho phòng ngủ xem TikTok, Zalo của em, anh mê quá. Thì đây, hôm nay bộ này em sẽ set up cho anh Thành ở Phổ Yên, Thái Nguyên nhé. Nó sẽ gồm có những thiết bị là rất nhỏ gọn. Anh yêu cầu là trong phòng ngủ anh cũng phải đầy đủ ban bệ chân tay, ví dụ như là loa, súp, đẩy, mic đầy đủ. Lâu lâu thì anh hát tí, có nghĩa là ở trong cái phòng các con ngoài học anh đóng cửa anh hát một chiếc. Có nghĩa là em sẽ nhắc cho đầy đủ là có mic và đầy đủ các bác nhé. Đấy, thì hôm nay em sẽ ghép thêm một đôi chép nữa để anh nghe nhạc như cà phê dương buổi sáng trong phòng ngủ, là không ảnh hưởng đến con cái học. Thì chi tiết bộ dàn hôm nay thì có là một bế 5S, một đôi chép là SA7, vẫn kèm theo nó là một cặp mic VK31, một cục đẩy liền vang X22 Pro, và ghép thêm cho anh một con súp để nghe thêm ấm hơn trong phòng của anh. Thì bộ của anh rất là đơn giản. Thì sau đây là mời các bác và anh em cùng thử cái chất âm của nhà anh Thành ở Phổ Yên, Thái Nguyên nhé.